Hello Fly, sau lưng bay là 3, 6, 9, 12, 14 cây kiếm khác nhau. À, 14 chứ mà 15. Toàn bộ những cái kiếm này là kiếm Estonia và mọi thứ là một cây. Nhìn như thế này không biết cây nào là tên gì cả. Hãy cùng bay xem những cây kiếm này là cây kiếm gì nào. Cây đầu tiên, nó chính là một cây vỏ đen. Vòng của cựu thủy chủ Urokodaki, cũng là cây kiếm căn bản của Tanjiro. Chính là cây này đây. Đây là loại lắp sẵn vòng riêng. Chúng ta chỉ cần tháo cái vỏ ra lắp vào là được. Thanh kiếm dài 1m, lưỡi khoảng 70cm. Cái cán được quấn vải như vậy. Bên trong là màu xanh, vải rất là dày dặn luôn. Có nhiều cây kiếm gỗ mà vải rất là tệ luôn á. Cây này rất là đẹp nè. Lưỡi có 3 màu là đen, xanh và trắng. Với loại này chúng ta chỉ cần lắp cái vòng kiếm cách vô thôi là xong. Để lắp cứng thì các bạn nhấn mạnh vô nha. Bay là lắp đèn mo nên không dám lắp mạnh, lắp vô là hết tháo luôn. Vậy là bay đã hoàn thành cây Tanjiro cơ bản, cây đầu tiên trong cái bộ này. Bay cảm tưởng có thể chọt qua cái màn hình điện thoại luôn. Ấy, những con quỷ mà Tanjiro dùng cây kiếm để tiêu diệt chính là con quỷ tay và những con quỷ nhỏ trên núi Hoa Tử Đằng trong cuộc tuyển chọn cuối cùng đấy. Giờ hãy cùng bay qua cây thứ hai nào. Cây thứ hai là ấy, cái lưỡi sắc xoắn này nhìn có thể đoán được ngay đó chính là một cây xà trụ 1m. Đây là cái lưỡi kiếm ở trong cái bọc bằng gỗ hoàn toàn. Cái vòng này là nhựa nè, còn lại là gỗ. Bộ phận thứ hai chính là cái vòng có hoa văn con rắn con cò gì bay cũng chẳng biết nè. Và bộ phận thứ ba chính là cái chuôi kiếm, nó có màu hồng và được quấn dây chẳng như thế này đây nè. Cái hộp này ra đằng sau. Loại xà trụ này không có vỏ kiếm. Khi nhét vô thì các bạn nhét vô kiếm cách, cái đầu nó có hình tam giác rõ ràng. Ở đây cũng vậy, bạn cố ý lắp ngược đi chăng nữa nó chả cách nào nó vô được hết á, nên phải lắp đúng. Ấy, một số cây mới thì nó hơi cứng, hãy lắp mạnh vô lại vô, ok luôn. Tiếp theo là cái chuôi cũng tam giác vậy luôn, cây nào cũng vậy cả. Rồi khớp luôn. Vậy là bay đã có cây xà trụ rồi. Sẵn. Nhìn cái lưỡi bay lại liên tưởng đến trường bát xà của Trương Phi. Đâm chúng là nó thốn lắm luôn á. May mấy cái này bằng gỗ không. Chúng ta sẽ qua cái thứ ba nè. Ây da, một số cây đã bị bay cắt hộp như thế này rồi. Vì ở trên nó đã bị ướt, nó hư lan xuống dưới, buộc phải cắt hộp đi. Không sao, về phần đóng gói bay bạn sẽ đóng chặt các bạn, bảo đảm nó không bị hư. Và cây này cái đuôi nhìn quen quá, nó chính là cái gì đây? Cái đuôi trông giống viêm trụ lắm. Nhưng mà cái này màu hồng không phải màu đỏ. À có vòng đây. Đây chính là vòng của Kane, là chị của Shinobu. Cất cái hộp ở đây đã. Đây là loại kiếm lắp ráp sẵn. Những loại 4 mảnh có miếng cao su lót ở đây. Nhưng mà loại 2 mảnh thì không cần. Nó đã thiết kế sẵn cho mình, chúng ta nhét vào đây thôi. Thật ra thì mấy cái lắp 4 cũng không cần miếng cao su lắm. Có cho đẹp thôi chứ cũng chẳng có tác dụng gì nhiều. Hey, khi lắp vào nó sẽ như thế này. Đây chỉ là kiếm của Kane. Cái lưỡi kiếm rất là trắng với một cái đường hồng ở giữa dài. Bản này là bản bự vì sức tay của Kane rất lớn, có thể chặt đứt đầu con quỷ. Con của Shinobu nó cũng tương tự nhưng không có cái bản bự như vậy. Vì lực tay của ta rất yếu, chỉ có thể đâm thôi. Hey, có khả năng có Shinobu trong này mà. Cái cán khá già đấy, cầm chắc cả hai tay luôn. Cái thứ tư trong cái hộp bù này là gì nè? Nó là cái gì vàng vàng? Cây vàng này chỉ có thể là Pikachu. Đúng rồi, kẻ duy nhất xài cái kiếm màu vàng mà có sấm sét như vậy nè. Đó, chỉ có là Genkachu thôi. Cái vỏ đó trắng muốt với cái màu vàng, mọc hai đầu. Lưỡi kiếm thì sấm sét ở giữa, phần mài thì không có sấm sét. Vòng kiếm có cái nút tam giác như là nút play vậy. Mỗi đợt đều có skin khác nhau. Skin lắp ráp đợt này hơi nhiều. Hay á. Ngược rồi. Cái này ở trên. Như các bạn thấy ở đây có một cái khớp này. Đây cái khớp này nè. Khớp này khớp một chiều, khi đẩy mạnh xuống là không lên được nữa. Không dám đẩy mạnh đâu. Rất ngon phải không nào? Có bạn nào hâm mộ Zenitsu ở trong phim không? Có một kẻ sai điện nữa chính là Kagaku. Bạn không biết trong này có Kagaku hay là không. Vậy nên chúng ta hãy cất cây này và coi cây tiếp theo là cây gì. Nhét vô vỏ, khớp luôn. Tiếp theo nào, đây là cây gì đây? Ấy à, một cái cán màu vàng. Không thể phủ nhận gì nữa. Đó chính là cuộc kiếm sĩ huyền thoại Yorichi. Đây là kiếm duy nhất có màu vàng ống ánh kim tuyến. Nó không giống màu vàng của Zenitsu. Cái vỏ đen thui bóng loáng luôn. Đối ngược với màu vàng ở đây. Trông rất hoàng gia đúng không nào. Và đối chọi với đen với vàng chính là màu đỏ của cái lưỡi. Đó chính là ngọn lửa khi hóa đỏ của Yorichi. Thật ra lưỡi kiếm của Yorichi cũng là màu đen, nhưng mà anh ta thích hóa đỏ nó lúc nào thì hóa, nên thành nó kiếm như vậy đây. Đây là cái kiếm duy nhất có một mình chữ diệt thay vì ác quỷ diệt sát. Gắn cái kiếm cách bảo vệ tay vào. Và rồi rất là ok luôn. Bạn muốn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thiên hạ không nào? Các bạn nhìn ở đây có 14 cây, nhưng thật sự là có 15 cây, một cây bay chưa hề đem ra ngoài. Chính xác hơn nữa là 16 cây, vì có một cây nó đang trên đường về. Cây thứ 16 là cây vô cùng đặc biệt luôn. Lúc nào về bay sẽ review. Trước đó chúng ta hãy đến với cây thứ 6 đã. Nó chính là
lột cái vòng luôn. Đây chính là kiếm của Phong Sẹo. Loại này có những dấu chấm như ánh sao trên vỏ này. Cây kiếm Phong Sẹo ngay cả vỏ cũng có rất nhiều sẹo như là chủ nhân của nó. Sẹo chữ X, sẹo chữ Y, sẹo chữ V. Cán được quấn vải trắng xanh trắng. Và khi rút ra thì wow, đó là những làn sóng nó màu xanh lá với màu đen. Nhìn này giống lưỡi cưa máy quá ha. Khi lắp cái kim cách vào, chúng ta sẽ có một cây kiếm Phong Sẹo hoàn hảo. Hay ai đầy sẹo muốn làm Phong Sẹo đâu rồi. Các bạn có một bộ sưu tập giá đời kiếm 8 tầng 16 tầng trong nhà trưng bày là bao đẹp luôn. Đủ bộ kiếm Mitsu No Yaiba. Bạn đã có bao nhiêu cây trong bộ sưu tập vũ khí này rồi? Rồi cây thứ 7 nào. Thứ 7 sẽ là cây gì đây? Cây thứ 7. Kaigaku. Lưỡi kiếm sấm sét vàng đen. Nó ngược hoàn toàn với kiếm Zenitsu luôn. Đây chính là lưỡi kiếm Zenitsu. Nó lại có màu đen vàng. Và hoa văn nó gần như là giống nhau. Cũng mèo dông lắm. Hoa văn nó khác nhau chút xíu. Nhưng mà nếu mà bay đổi cái lưỡi mà lắp cây này sang cây kia, chắc các bạn cũng không thể nhận ra đây là kiếm của ai đâu. Cái vòng kiếm Kaigaku ánh màu vàng gold hơn là màu vàng bình thường như Zen. Điểm khác biệt lớn nhất với Zen có lẽ là chuôi kiếm cùng với vỏ kiếm. Của Zen hoàn toàn màu trắng, còn này màu đen. Chuôi cũng thành màu nâu với vàng gold thay vì màu trắng. Giờ chúng ta chỉ cần lắp tất cả lại với nhau mà thôi. Giờ đẹp trai luôn. Đây chính là kiếm của Kaigaku, dài 1 mét. Sư huynh của Zenitsu, hai người đã giết nhau và huynh đệ là tương tàn. Có một cặp như vậy làm cái hắc bạch song lôi cũng ngon đó chứ. Ấy à, chơi gì nữa mà không đến với cây tiếp theo các bạn. Cây tiếp theo của chúng ta chính là màu hồng. Màu hồng dây xanh, một cây kiếm rất quen thuộc luôn. Cây kiếm mà chúng ta vừa coi trong mùa 3 làng thợ rèn. Kiếm của Véo Trầu Mitsuri. Lưỡi kiếm của cô ta có chữ ác của Diệt Stark. Màu là đen cùng hồng bốc cháy. Nó giống với màu đỏ của Rengoku, bởi vì hơi thở hoa là một phần của hơi thở lửa được tách ra. Mitsuri cũng là học trò của Rengoku các bạn. Chắc thấy trai đẹp bám đấy, không hiểu sao không cua được. Mục tiêu chính của Mitsuri là dối tìm chồng mà. Cuối cùng thì cũng cua được anh xà. Anh xà Obana thì thân thiết với nhà Rengoku, tại vì cha của Rengoku đã cứu xà mà. Khi lắp lại, chúng ta sẽ có cây luyến trụ tuyệt đẹp xanh dài cùng ngọn lửa màu hồng, hơi thở tình yêu. Vỏ kiếm màu trắng các bạn nha. Bốn này không phải là hoa mà là bốn cái trái tim đó. Thật nhầm mới đó, đã đến cây thứ 9 rồi. Cây thứ 9 là cây gì đây nè? Cây thứ 9 chính là cây gì đấy? Cái gì đấy? Cái cán có màu xanh lá cam và quấn dây đen. Dây rất dài dặn. Cái lưỡi màu bạc có chữ ác quỷ diệt xác. Dài. Vỏ kiếm màu đen hoàn toàn có màu bạc bọc ở hai bên. Trông giống Tanjiro đen quá ta. Nhưng Tanjiro đen lưỡi màu đen chứ phải màu bạc. Và cũng chẳng có chữ ác quỷ diệt xác ở đây. Đây rõ ràng là kiếm một trụ cột rồi. Cuối cùng là thứ quyết định gây kiếm, chính là cái vòng bốn hình cửa sổ này, là kiếm của Hà Chủ Muichirui. Hà Chủ là một thiên tài kiếm thuật, tuy nhiên so với sức mạnh anh ta thua Phong Chủ độ khá là xa. Như các bạn thấy, Hà Chủ không thể chống nổi Kokushibo, trong khi cậu ta đã kích hoạt ấn của mình lên rồi, không đánh được một cái luôn. Còn Phong Sẹo dù chưa kích hoạt ấn vẫn có thể khống chế được Kokushibo và không bị ăn đòn nặng đến như vậy. Đến khi Kokushibo nổi điên lên thì hắn ta mới mạnh. Một số cây nó khó cắm sâu vô quá. Ra bay dùng hết sức vẫn có thể cắm được, nhưng mà cắm vô là khó lấy la, cho nên bay lại cắm vừa thôi. Hà Chủ được cái vừa đẹp trai vừa đẹp gái, có lẽ sẽ được nhiều chị ngoài đời săn hồng hài nhi lắm đây. Ở chương làng thời rèn thì Tanjiro không thể nào nhúc nhích được cậu ta luôn đó. Kế tiếp chúng ta hãy đến với cây số 10 nào. Cây số 10 là cây gì đây? Cây số 10, một cái vòng lửa. Cái vòng lửa này chỉ có thể là Rengoku hoặc là Tanjiro làng thợ rèn. Cái chuôi kiếm màu đen chắc chắn là của Tanjiro rồi, vì Rengoku có màu trắng. Vỏ kiếm màu đen bọc bạc hai đầu trên dưới. Cuối cùng là lưỡi kiếm của Yorichi đã được mài lại. Ông thợ rèn đã mài cho Tanjiro rất là kỹ luôn. Vẫn giữ lại chữ diệt ở đây. Hoa văn trở thành các ngọn lửa màu trắng ở đây. Nhưng khi nung đỏ thì nó sẽ thành màu đỏ đó. Ở những chương cuối cùng, Tanjiro mới nung đỏ lưỡi kiếm bằng nội công của mình. Còn ở trong những chương đầu á, thì Tanjiro nung đỏ lưỡi kiếm bằng chính máu của Neyuko. Rồi lắp xong cái thấy ngầu ngang luôn. Đẹp phải không nào? Các bạn đã có cây này trong bộ sưu tập của mình chưa? Cây thứ 11 nè. Cây thứ 11 đi. Đây là cây gì đây? Đây là một cây chưa lắp, nó đen hoàn toàn. Nhìn mỗi cái đuôi kiếm hay cái vòng thì nó khó nhận ra. Gợi ý cho các bạn biết là những mẫu trước cái này có màu xanh, bây giờ là màu đen. Lưỡi cũng đen luôn thay vì xanh. Có bốn chữ ác quỷ diệt xác ở đây, nó là một trụ cột. Đúng vậy, đó chính là kiếm của Thủy Chầu. Có một số bạn hỏi bay lưỡi kiếm Thủy Chầu là màu đen trắng hay là đen xanh trắng hoặc là đen xanh thôi. Nếu các bạn quan sát kỹ kiếm của Thủy Chầu trong tập 1 Kimetsu no Yaiba thì nó có cả ba màu luôn. Khi không làm gì hay khi thanh kiếm nó chưa đến chỗ của Thủy Chầu á thì nó sẽ có màu đen thế này. Khi anh ta cầm trên tay thì nó sẽ nhuốm màu hơi thở, nó sẽ ra màu xanh. Nhưng mà xanh một miếng hay là xanh cả cây thì trong một khoảnh khắc chiến đấu trong anime nó sẽ xanh từng phần khác nhau. Lúc thì xanh một miếng, lúc thì xanh cả.
chắc tùy vào skill rồi. Đây là mẫu skin đen, mẫu skin xanh bay hiện đang hết hàng. Mẫu đen cũng khá là hiếm đó. Xứ giờ nhập cả trăm đợt khác nhau, chỉ có đợt này cái màu đen thôi. Đợt sau chưa chắc đã còn hàng. Cây thứ 12 đi nào. Cây thứ 12 chính là một cây Kokushibo. Kokushibo thì có hai skin khác nhau và đây là skin số 2. Thực ra là bốn skin khác nhau. Cái vòng kiếm có rất là nhiều mắt ở đây. Mắt được in ra khá là đẹp luôn. Đều đặn. Nói chung khớp giữa những cái vết cột dây như thế này. Nhà sản xuất buộc dây cũng khá đấy. Bên này màu vàng gold. Đây là vỏ kiếm. Vỏ kiếm là màu hồng. Cũng có rất nhiều mắt. Màu hồng biểu tượng cho thịt. Còn mắt là biểu hiện cho mắt của Kokushibo, để hắn ta có thể quan sát từ thịt của mình bất cứ đâu. Đây là cái lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm có khá nhiều con mắt khác nhau. Mắt bị lẻ à. Đây, nó đang nhìn bạn đấy. Ây, mỗi mặt đều có 13 con mắt khác nhau. Những con mắt Kokushibo này cũng khá là ám đó. Cuối cùng là cái vòng bảo vệ tay. Cũng là con mắt nhưng không có cái tròng màu vàng, mà nó chìm vô luôn, chỉ có cái lòng mắt màu đỏ thôi. Hai mặt như nhau. Đây là skin đầu tiên, chứ không phải skin thứ hai. Skin thứ hai trên lưỡi kiếm sẽ có các cái lỗ. Những cái lỗ này sẽ mời ra những cái sừng nữa. Nhưng mà cái loại đó bay cháy hàng hết rồi. Những cái đời đầu xấu hơn rất là nhiều. Không được như vậy đâu. Cái lưỡi tinh tế ghê, còn chạy từ đen sang xanh sang đỏ nè. Nào, cây thứ 13 nào. Đây là cây gì đây? Một cái lưỡi đen, cái chỗ nó màu cam nè. Lưỡi có độc, nhìn là biết ngay của ai đúng không nào? Đó chính là của Shinobu, ác quỷ diệt xác, cũng ghi hai bên. Một bên ác quỷ, bên diệt xác. Cái vỏ có màu đen thui thùi lùi, có hoa văn ở đây. Có vẻ như đây là cái kiếm duy nhất có cái vỏ hoa văn từ đầu đến giờ. Cái này còn cái skin trắng nữa mà bay không còn hàng skin trắng. Thật ra hàng mẫu của bay còn đấy. Vòng kiếm có hình con bướm hay là bông hoa gì đây? Có cái dấu móc ở đây nữa. Đuôi kiếm là màu cam quấn vải xanh, cam. Trong dù Shinobu là một thanh kiếm đặc biệt. Và thanh kiếm này cũng được đúc bởi trưởng làng thợ rèn, giống như kiếm của Mitsuri vậy. Về việc tại sao làng thợ rèn chỉ đúc hai cây này, đó bởi vì sự đặc biệt của nó. À thì ra cái này không phải là cứng nhét không vô. Nó có cái lỗ đây các bạn, phải dùng lực nhét vô được nè. Khi nhét vô sẽ bao cứng luôn. Trong kiểu nó không dễ dàng để đúc phỏng nào. Mitsuri thì dài cả 2m xoắn xoắn xoắn. Nhưng mà tại sao ông ta không đúc cái chùy của Giyomai ta? Có lẽ là vì hai em này là gái. Thì đó là vậy. Không phải 16 mà là 17 cây. Bay thấy thiếu 2 cây ở đây rồi. Tại vì cái bảng to này nè. Bảng to nè. Đó chính là kiếm âm châu. Vậy thì 3 cây còn thiếu chính là, thật ra theo số lượng sản xuất là thiếu 4 cây. Thứ nhất là viêm trụ Rengoku. Thứ hai là cái kiếm của bộ 3 Inosuke chưa có. Thứ tư là chùy của nham trụ. Và cuối cùng kiếm của Sabi trưởng. Kiếm của Sabito rất hiếm, lâu lâu mới có thôi, đợt này không hề có. Đây là cây của âm trụ. Cây của âm trụ không hề có vỏ các bạn nha. Cái vòng kiếm màu xanh lá cây nè. Cái chuôi kiếm có màu đỏ kèm dây xích ở đây. Cái xích này có cái móc có thể tháo ra nối hai cây một lúc với nhau được. Nếu các bạn chơi cái dòng này hay là Inosuke thì nên chơi theo cặp hai cái một lúc để cosplay, để chơi hóa trang, đóng kịch, làm gì cũng được luôn. Đầu tiên thì ta sẽ nhét cái bảo vệ tay vào. Hay cái bảo vệ tay để bảo vệ cái tay khỏi bị người ta chém trúng các bạn. Nhét cái cán vào thì khi dùng ở đây nè, không sợ người ta chém chúng trượt theo cái kiếm mà chúng tay của mình. Bản khá là bự, dài tầm 2, 4, 6, 80 cm, thay vì 1 mét như những cây kia. Trông giống cái dao chặt thịt này, chắc là giữ vũ khí người ta lại, chặt đầu không rớt đầu được. Nhưng bay nhớ rõ bay vẫn còn Inosuke và viêm trụ để bay vô nhà bay tìm. Sau khi vô trong kho, bay đã tìm được viêm trụ và Inosuke rồi. Inosuke đóng gói nhiều quá, nó bay cầm hàng mẫu theo. Hàng mẫu đã bị chóc cái này rồi, bay chưa dán lại luôn. Và nó cũng khá cũ rồi. Mẫu mới skin cũng y vậy thôi, nó bay cầm mẫu cũ ra. Còn đây là viêm trụ, cũng đã bị ướt cái vỏ trên, nó bay phải cắt ra rồi. Viêm trụ thì có cái vòng y hệt tan thờ rèn nè. Tiếp theo đó là cái cán trắng, vỏ trắng có các hoa văn thế này. Cùng với Shinobu nó có cái hoa văn độc lạ. Họ lành ngay. Giờ thì đến lượt cái lưỡi. Đây là cái lưỡi lửa của viêm trụ Rengoku. Trông nó giống hệt với cái lưỡi của Yorichi với những ngọn lửa thế này. Thế nhưng cả hai cũng có những điều khác biệt. Đó chính là kiếm Yorichi chỉ có một chữ diệt ở đây, còn kiếm Rengoku có chữ ác quỷ diệt xác. Nên nhìn nó giống mà không hề giống. Rengoku loại mới thì người ta đã khớp lại đúng kiểu rồi nè các bạn. Như các bạn biết thì tan thờ rèn với là Rengoku đó, cái vòng nó ngược nhau hoàn toàn như vậy. Rengoku cái đầu lửa ngược xuống cái lưỡi nè, còn của Tanjiro ngọn lửa lại bốc lên trên cái lưỡi, để hai cái nó ngược nhau như vậy luôn. Rõ ràng có một thằng sai một thằng đúng ở trong này, mà không biết thằng nào đúng thằng nào sai, hoặc chỉ là gu thôi. Các bạn thích ngược thích xuôi gì cũng được cả, tùy vào con mắt thẩm mỹ của người thợ rèn tạo nên cái kiếm này. Nên đôi khi bạn nghĩ các bạn lắp xuôi lắp ngược gì cũng được, nó cũng ok thôi mà. Đây là cái kiếm của Inosuke. Kiếm cậu ta thường là không có vỏ vì cậu ta là đuôi kiếm của người khác. Khi kiếm được đúc mới thì có vỏ đấy, nhưng cũng bị Inosuke đập bể cái vỏ lưỡi kiếm như vậy nè. Tất nhiên chỉ có anime nó mới đẹp như vậy được. Còn ở trong manga thì cái lưỡi trông rất là gớm ghiếc vì cậu ta dùng đá đập thạch. Đây là phiên bản đều đặn trong anime kiếm của Inosuke.
Rồi, đã đến lúc kết thúc video rồi. Đây là tất cả những thanh kiếm bài review nãy giờ. Trong số này bạn thích cái nào nhất nè? Về các sản phẩm kiếm thì không được đăng bán như Shopee. May vẫn có gắn link sản phẩm ở trong video này. Nếu tìm không ra hàng, bạn muốn hãy inbox rằng mình Shopee by Store hoặc Shopee by Store và yêu cầu lấy cái kiếm đó, họ sẽ đưa link đặc biệt và hướng dẫn bạn cách đặt hàng nha. Bây giờ thì bye bye.